Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News, vậy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Mới đây thì hiện tượng nước sạch sông Đà có mùi lạ đã xuất hiện ở một số quận tại Hà Nội như Hoàng Mai, Thanh Xuân hay Nam Từ Liêm. Ngay lập tức thì thành phố Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra liên ngành đi lấy mẫu nước ở một số điểm. Được biết thì một xe tải chở dầu nhất thải đã đổ trộm vào khe núi tại Hòa Bình và ngay sau đó thì đã lan vào kênh của nhà máy nước sạch sông Đà. Sáng ngày 14 tháng 10, ông Hoàng Văn Thức, Tổng cục Phó Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, người dân phản ánh phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu ra khe núi thuộc xã Phúc Tiến tối ngày 8 tháng 10. Sau đó địa bàn có mưa to dẫn đến dầu từ khe núi chảy xuống suối Trầm xã Phú Minh và lan đến kênh dẫn vào nhà máy nước sạch sông Đà. Theo báo cáo từ sở này, ngày 9 và 10 tháng 10, nhà máy nước sông Đà phát hiện ra dầu loang trên kênh dẫn nước nên huy động người vớt dầu. Ông Thức khẳng định, doanh nghiệp biết nguồn nước ô nhiễm mà vẫn cấp cho người dân thì phải chịu trách nhiệm. Tổng cục Môi trường đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Hòa Bình kiểm soát, doanh nghiệp chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn từ xa như quây lưới. Ông Thức cũng đánh giá việc đổ trộm dầu là hành động vô trách nhiệm. Sáng ngày 14 tháng 10, dòng suối Trâm, xã Phú Minh, cách kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà gần 1 km. Nước đã trong trở lại nhưng vẫn nồng nặc mùi khét, đáy suối là một lớp bùn đen kịt. Anh Dũng, người dân xã Phú Minh cho biết, dầu thải loang khắp mặt nước suối Trâm từ tối ngày 8 tháng 10. Anh lần theo ra suối thấy nước chuyển màu đen, mùi hắc và khét sộc lên mũi. Nguồn nước này dẫn vào hồ nuôi cá của gia đình, hệ quả là đàn cá chấm, cá chép gần 1 tấn chết nổi trắng hồ, chưa kể số 33 nuôi trong bể, ước tính thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Sáng ngày 9 tháng 10, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà thuê khoảng 50 người dân vớt dầu loang với chi phí 500.000 đồng một ngày công. 5 ngày sau khi phát hiện nước đầu nguồn cung cấp cho Hà Nội nổi váng, công ty cổ phần nước sạch sông Đà mới báo cáo cho Sở Xây dựng Hà Nội. Và vào khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 10, bảo vệ phát hiện ngoài cửa kênh dẫn nước hồ có váng chưa rõ nguyên nhân nên đã báo cáo lãnh đạo công ty hướng xử lý. Doanh nghiệp đã đóng van cấp nước vào bể chứa trung gian và xúc xả toàn bộ nước qua nhà máy, đồng thời huy động toàn bộ công nhân đi kiểm tra, thông báo với chính quyền địa phương để điều tra. Để xử lý váng dầu, công ty đã sử dụng phao, gối hút dầu chuyên dụng trên kênh dẫn nước, thuê người vớt, thu gom toàn bộ váng trên bề mặt, bổ sung than hoạt tính để tăng cường xử lý và tăng lượng clo lên mức 0,8mg trên 1 lít. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất vào trong ngày nhé.